Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một căn biệt thự tân cổ điển góc hai mặt tiền đường. Đấy, nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Trước khi giới thiệu công năng căn nhà này để cho quý vị biết thì Tuấn Nguyễn xin giới thiệu qua vị trí của Tuấn Nguyễn đang đứng đây là khu dân cư Biểu Long. Đấy, sát với lại khu du lịch Biểu Long quý vị nhá. Ở trong đây thì quý vị nhìn đây, khu dân cư hiện hữu, đường xá lưu thông bàn cờ. Đó. Trước màn hình chúng ta đây là những con đường nhựa. Đó, 6 mét đúng không ạ? Đấy. Nhà chúng ta thì góc hai mặt tiền. Ở trong này thì khu dân cư hiện hữu hết rồi. Quý vị nhìn khu này là dân Đồng Nai ở đây rất là lâu đời rồi. Và đi ra đây khoảng 30 mét này là trường Anh ngữ quý vị nhá, trường Anh ngữ, quốc tế Anh ngữ ở đây. Đấy, rất là lớn. Và ở trước màn hình Tuấn Nguyễn đang chỉ tay đây quý vị này là một loạt biệt thự. Nói đúng hơn là một khu biệt thự cao cấp quý vị nhá. Đấy, căn nhà chúng ta thì đất cũng liền kề với khu đó thôi. Cách cũng nhau hết 100 mét thôi. Nhưng mà ở phía đường sau này là toàn khu biệt thự cao cấp thôi. Đó, mỗi căn là mười mấy, hai mấy tỷ không à. Vâng, và vị trí này thì chúng ta đi vào ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai á thì khoảng 4-5 phút. Đấy, nói đúng là như vậy. Ở trong này là khu dân cư hiện hữu, nói chung là môi trường này, đúng không ạ? Trong sạch lành mạnh, không bụi bặm, không ồn ào ô nhiễm. Đấy, như ở ngoài đường lớn kia. Đấy. Và thưa quý vị, đây chúng ta đi ra con đường quốc lộ 1K đi lên thành phố Dĩ An thì khoảng 10 phút. Đấy, chúng ta đi qua thành phố Thủ Đức và lên Phạm Văn Đồng, lên sân bay Tân Sơn Nhất rất là dễ dàng. Đấy, đường đi lối lại thì quý vị yên tâm, đúng không ạ? Và đây là căn biệt thự mà hôm nay Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị là căn biệt thự tân cổ điển góc hai mặt tiền đường. Đấy, màu trắng. Thiết kế là một tầng trệt, hai tầng lầu. Có sân thượng phía trên quý vị nhá. Đúc hết, lợp mái thái ở trên, mái ngói ở trên. Hoa văn tân cổ điển. Và thưa quý vị, tổng diện tích của căn biệt thự này là có 154,3 mét vuông. Đó, đất. Đấy, chúng ta có 3 sàn thì đâu đó chúng ta gần là 35-45, nhưng mà chúng ta xây thụt vào thì Tuấn Nguyễn ước chừng khoảng hơn 300 mét sàn quý vị nhá, khoảng 320-340 gì đó. Và thưa quý vị, hướng chính của chúng ta là hướng đông. Đấy, và hướng bên kia là hướng nam quý vị nhá. Đấy, đông và nam. Mặt tiền bên hông là hướng nam, còn mặt tiền chính là hướng đông. Đó. Nhà là có sổ hoàn công luôn quý vị nhá. Đấy, căn biệt thự của chúng ta có sổ hoàn công luôn rồi. Thì đây, Tuấn Nguyễn quay qua cho quý vị biết. Ở bên đây thì là người ta làm cái gara để xe cũng như sửa xe, tu bổ, nâng cấp xe gì đấy. Ở đây thì nhà hàng xóm. Đây, quý vị này. Ở đây thì khu dân cư hiện hữu hết rồi. Đây, nhà hàng xóm có xe hơi ở trong thì quý vị biết rồi, đúng không ạ? Ở đây người ta ở hết rồi. Đó. Đây, khu dân cư của chúng ta đây quý vị. Đường đi lối lại thì ok. Đây là mặt tiền bên hông của chúng ta. Đó, một căn nhà tân cổ điển màu trắng rất đẹp. Hàng rào này, quý vị nhìn người ta làm những cái hàng rào phải nói là chất lượng. Và thưa quý vị, căn mặt tiền của chúng ta là hai mặt tiền, đúng không ạ? Và ở phía sau là của chúng ta có lối thoát hiểm nữa quý vị này. Đó, căn nhà chúng ta có phải là rất là ưu việt, đúng không ạ? Hai mặt tiền đường rồi, mà phía sau lại có lối thông thoáng thoát hiểm như thế này nữa. Đấy, căn nhà chúng ta không có chỗ cửa sổ ra quý vị nhá, chỉ sổ cái chỗ cái ô thoáng gió thoáng khí của nhà vệ sinh thôi. Bởi vì chúng ta có hai mặt tiền phía trước rồi, chúng ta mở nhiều mặt tiền, mở nhiều cái cửa sổ quá thì cũng không tốt, đúng không ạ? Bụi bậm nó vào cái chúng ta lau chùi cũng mệt mỏi thêm thôi, chẳng được gì đâu. Cho nên chúng ta mở hai cái mặt tiền chính là cũng đủ rồi, đủ sáng đủ mát rồi. Đấy, hàng tường rào của chúng ta đấy, tân cổ điển quý vị thấy rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị vào bên trong. Chúng ta sẽ đi tham quan cái công năng diện tích và cũng như phòng ốc của căn nhà này, căn biệt thự này có những gì. Đây là sân phía trước mặt tiền chính quý vị này. Đấy, sân này thì chúng ta để bồn cây cảnh, chậu hoa cũng như là một vài chiếc xe Honda ở đây là bình thường. Còn phía bên này thì chúng ta chạy xe hơi vào đây để được hai chiếc xe hơi quý vị nhá, để tút vô trong kia hai chiếc xe hơi. Rất là thoải mái. Đấy, mặt tiền bên hông đây. Đó, chạy thẳng xuống phía dưới. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào bên trong phòng khách nhé.
Đây quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn, đây là người ta ốp gạch hết này. Đó, ốp gạch từ dưới lên trên, đúng không ạ? Đấy, giáp trần luôn, ốp full luôn quý vị ạ. Trên trần thì có đèn pha lê này, đó. Ban đêm người mình mở ra thì rất là đẹp. Đấy, có hòn non bộ khô ở đây, tiểu cảnh ở đây. Và đây là phòng khách này, không gian phòng khách thì rất rộng. Đấy, hoa văn phào chỉ tân cổ điển. Đó, hai bên thì người ta ốp gỗ như thế này. Và chủ nhà cũng tặng cho chúng ta một bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế này thì cũng bằng gỗ tràm thôi, 7-8 triệu bạc thôi. Quý vị về mà chưa có điều kiện thì chúng ta dùng tạm, đúng không ạ? Còn không thì quý vị có điều kiện thì chúng ta sẽ thanh lý bộ này đi, chúng ta sắm sửa bộ nó VIP hơn, đúng không? Phòng khách này thì rất rộng, không muốn nói là quá rộng quý vị ạ. Đây, tôi muốn quay bên trong ra cho quý vị nhìn. Đây, một cái phòng khách là nó rất là rộng, để một bộ bàn ghế rồi mà không gian còn dư rất là nhiều. Đấy, chúng ta có cửa nhôm sinh pha, cửa cuốn cũng như là màn gió kéo ra kéo vào. Đó, quý vị nhìn này, rất đẹp, đúng không ạ? Trần chỉ thạch cao, tất cả là hoa văn tân cổ điển dát vàng, quạt trần. Và phía bên trong này là khu vực phòng ăn, phòng bếp. Thì chúng ta có một cái cửa bên hông này. Đó, cửa chính mặt tiền bên hông, hai cánh cửa nhôm sinh pha, có màn gió, cửa sổ nữa, đúng không ạ? Khu vực này chúng ta cũng ốp hết gỗ. Đấy, có hoa văn tân cổ điển rất đẹp. Không gian phòng bếp thì là, đây quý vị nhìn đây, không muốn nói đến quá rộng nhưng mà nó thực sự rất rộng, đúng không quý vị? Đó, thoải mái. Trần chỉ thạch cao này, hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ sồi. Khu vực chân cầu thang này thì quý vị nhìn đây, người ta ốp hết, gạch hết lên rồi. Mặt bằng bếp bằng đá hoa cương màu đen, bồn inox rửa chén 304 ở đây. Và đặc biệt căn nhà, căn biệt thự của chúng ta có phòng ngủ ở dưới. Đây, cánh cửa thì bằng gỗ gỗ sồi thôi quý vị nhá. À không phải, xin lỗi quý vị, cửa này là bằng cửa gỗ gỗ tràm. Đây quý vị này, lõi tràm bông vàng. Đấy, Tuấn Nguyễn thì thật ra thì cũng có một hiểu một chút xíu về cái đồ gỗ, cho nên Tuấn Nguyễn nhìn là Tuấn Nguyễn biết gõi lõi tràm bông vàng. Đây quý vị, phòng ngủ ở dưới trệt đây, cũng rất là rộng rãi. Có dây chờ máy lạnh này, có cửa sổ ở bên hông, chúng ta có lối thoát hiểm ở phía sau mà, chúng ta sổ cửa sổ ra. Trần chỉ thạch cao, tân cổ điển rất đẹp, đúng không ạ? Đèn chiếu sáng, đèn ngủ đầy đủ rồi. Ta về chỉ lắp máy lạnh, mấy giường, chăn ga, gối nệm nữa thôi. Này thì rất là thuận tiện cho gia đình chúng ta mà có ông bà bố mẹ lớn tuổi, đúng không ạ? Ngủ nghỉ ở dưới này thì ok. Và ở dưới trệt này thì cũng không thiếu một cái nhà vệ sinh. Cửa nhôm kiếng sinh pha, khu vực này thì chúng ta lát gạch hết, phun lên. Đấy, tiếp xúc với nước cho nên lát như thế này thì đúng là tuyệt vời rồi. Có bồn cầu này, đó, vòi tắm này đang thiếu. Đấy, chắc chắn là người ta chưa có gắn vào đây. Đó, quý vị nhìn này, đó, gạch lát phun thì đương nhiên cái vòi tắm này với lại cái vòi xịt các thứ thì đương nhiên người ta sẽ bổ sung cho mình, đúng không ạ? Cái đó là đương nhiên rồi. Lavabo rửa mặt, gương soi ở ngoài. Đó, gạch lát phun lên mãi lên trên. Đây, chúng ta nhìn từ bên trong ra bên ngoài, hình ảnh căn biệt thự rất đẹp, đúng không ạ? Góc hai mặt tiền đường. Thì quý vị cũng biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta ở thành phố Bình Dương này, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh, đó, cũng như các thành phố lớn như Hà Nội các thứ vân vân. Thì đôi khi mà chúng ta kiếm được những cái căn nhà, ở được những cái căn nhà mà góc hai mặt tiền đường như thế này. Đấy, quý vị nhìn này. Đó, có sân xe hơi rộng rãi. Ngoài ra chúng ta còn để được quá trời xe máy nữa, đúng không ạ? Thì rất là hiếm. Trong này thì chỉ đa số là nhà ống thôi, giáp vách với nhau thôi. Và đây là cầu thang trụ bằng gỗ sồi. Đấy, tay vịn bằng gỗ sồi kết hợp với kiếng cường lực và trụ inox. Đấy, bậc cầu thang lên xuống thì rộng 1m1 bằng đá hoa cương đen trắng như thế này. Rất là thoải mái cho chúng ta lưu thông lên xuống. Bây giờ Tuấn Nguyễn cùng quý vị chúng ta đi lên lầu 1 xem cái công năng của căn biệt thự này. Thì căn biệt thự này Tuấn Nguyễn cũng xem qua rồi. Thì thưa với quý vị, đặc điểm ở căn biệt thự này là góc hai mặt tiền. Đó, có sổ hồng phun thổ cư cũng như là biệt thự hoàn công. Và cái điều đặc biệt nhất là phòng, quý vị này, phòng này, phòng mắt xì tơ luôn. Phòng này thì phải đến 27-28 cái đến 30m2 quý vị ạ. Đây, cực kỳ lớn luôn. Một lầu này chủ nhà chỉ làm hai phòng thôi quý vị nhá.
cho nên rất là lớn. Đó, khu vực phía sau này chúng ta có nhà vệ sinh, khép kín trong phòng. Đây, bồn tắm ngầm này, bồn cầu này, labo rửa mặt, gương soi, gạch thì đương nhiên là lát phun hết. Đó, quý vị thấy nhà vệ sinh như thế này cũng rất ổn rồi, đúng không ạ? Cực kỳ là ổn rồi. Cửa nhôm sinh pha. Chúng ta tham quan chút xíu nữa ở bên hành lang. Đây, ban công. Đây quý vị, đây là khu dân cư hiện hữu của Đồng Nai. Đây bên đây này, quý vị đây nhìn thực tế luôn này, nhà người ta ở rồi đúng không ạ? Đây treo cái đỏ cái xanh là quý vị biết rồi. Còn căn nhà mới xây thô bán là chỉ có chiều ngang chỉ có 4 mét thôi. Đó, nó nhỏ xíu à quý vị ạ. Thật sự mà chúng ta có điều kiện mà ở những căn nhà này này, góc hai mặt tiền đường. Đó, quý vị thấy không? Góc hai mặt tiền đường thoáng mát rộng rãi như thế này, có diện tích rất lớn đúng không ạ? 154,4 m², có diện tích rất lớn. Ở thì nó phải nói là tuyệt vời, rất là sướng. Đây là phòng ngủ số 3, quý vị thấy không? Không gian này, không gian phòng ngủ rất là rộng. Đây, tân cổ điển đẹp chưa? Đẹp lung linh luôn. Cái này thì hai mặt tiền đúng không ạ? Mặt tiền chính này, mặt tiền chính đó quý vị, mặt tiền bên hông này. Đó, quý vị thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Ở trên thềm này thì người ta lát hết này. Đó, lát đá hoa cương hết quý vị nhá. Đây, Nguyễn quay hết cho quý vị thấy này. Đó, người ta lát đá hoa cương hết, chứ không phải là người ta để không như vậy đâu. Đó, mặt tiền chính đây. Và thưa với quý vị, căn nhà này á, từ năm ngoái cơ. Đó, Tuấn Nguyễn nói luôn cho quý vị, tính Tuấn Nguyễn thế, không giấu quý vị được cái gì cả đâu. Đấy, không biết sao mà Tuấn Nguyễn rất là thẳng tính quý vị nha. Căn nhà này á là xây từ năm ngoái là không bán được. Đấy, nay mới gọi Tuấn Nguyễn xuống là báo giá mới giảm xuống đi để bán cho nhanh. Đấy, đây là nhà vệ sinh số 3 này. Đấy, labo rửa mặt, gương soi, bồn cầu. Đấy, bồn tắm nằm, vòi tắm, chỗ để xà bông, quần áo, khăn mặt đầy đủ, gạch lát phun, cửa nhôm sinh pha. Đó, thì Tuấn Nguyễn đang nói dở với quý vị đấy, gọi gấp cho Tuấn Nguyễn xuống đúng không ạ? Báo giá mới căn nhà này quý vị nha, bán nhanh. Đó, bán mãi mà không được. Căn nhà đẹp như thế này. À, đây là lầu 2. Đây là phòng ngủ số 3. Quý vị này, phòng cũng ở như master như phòng dưới thôi. Rộng mênh mông trời mây luôn. Đó, quý vị thấy rộng chưa? Mặt tiền bên hông thì cũng vậy thôi quý vị nha, cũng như lầu 1 thôi. Tuấn Nguyễn xin phép là không quay, nó giống nhau mà. Đấy, nhà hàng xóm ở bên này quý vị thấy không? Chỉ có 4 m² thôi. Nhà ở rất là chật chội. Còn căn nhà chúng ta thì như thế này. Bồn tắm nằm này, đó, đầy đủ công năng sử dụng, nội thất cao cấp đúng không ạ? Gạch lát phun, có ô thoáng gió thoáng khí rồi. Đó, những cái nhà mà 4 m giáp hè giáp mái gối đầu vào nhau như vậy thì đương nhiên không có những cái ô thoáng gió thoáng khí như vậy đúng không ạ? Chỉ có những căn biệt thự góc hai mặt tiền như thế này thì mới có những cái công năng ưu việt như vậy thôi. Và đây là phòng số 5 quý vị. Đấy, mỗi lầu chúng ta có 2 phòng ngủ quý vị nhá. Phòng lầu 1 2 phòng, lầu 2 2 phòng và tầng trệt chúng ta có 1 phòng, là tổng là chúng ta có 5 phòng. Đấy, 5 phòng ngủ. Và thưa quý vị, thì nhiều nhà chúng ta không sử dụng hết thì phòng này chúng ta làm phòng thờ quý vị nhá. Tuấn Nguyễn xin lỗi quý vị. Đây, thì quý vị biết là căn này làm phòng thờ, cho nên là chủ nhà không có làm nhà vệ sinh ở trong đây. Đó, quý vị thấy không? Căn phòng thờ thì nói về diện tích thì nó quá rộng rồi. Đấy, rộng mênh mông luôn. Đấy, hai mặt tiền đắc điện như thế này. Đó, quý vị thấy không? Rất là đẹp. Đây, lên cao này thì chúng ta mới nhìn được cái hàng xóm của chúng ta hai bên này. Đó, ở trước chúng ta có một cái bờ kênh đúng không nhỉ? Nước rất là sạch, trong mát. Đấy, trong và mát lành. Đó, mát lạnh luôn. Đó, ở trường Lạc Hồng của chúng ta phía trước kia quý vị nhá.
Đây, Tuấn Nguyễn đây quay như thế này là quý vị cũng thấy rồi đúng không ạ? Đây này, đó. Đường Anh ngữ là không đó. Đấy, quý vị về đây mà cho con đi học tiếng Anh thì rất là ok. Đó, Anh ngữ quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng thượng, coi còn những công năng gì. Tuấn Nguyễn sẽ truyền tải hết cho quý vị. Đây, tầng thượng của chúng ta đây quý vị này, lát gạch chống thấm đúng không ạ? Ở bên đây là mái ngói này, đó, mái ngói trang trí đấy quý vị ạ, cho nó đẹp. Đây, không gian rộng rãi bao la. Đây là nhà hàng xóm ở bên thì chỉ có 4-5 mét như thế này thôi. Đây quý vị thấy không? Đây là hai nhà này, đúng không ạ? Có chút xíu à. Đó, đây cứ 4 mét. Còn căn nhà của chúng ta này, chiều ngang lên tới 7 mét, đúng không ạ? Đó, chiều dài là gần hơn 20 mét. Đấy, quý vị thấy chưa? Đây là trên trần, đúng không ạ? Ốp hết, không có một miếng tôn miếng nào hết. Quý vị yên tâm chưa? Đó, khu Tuấn Nguyễn mà giới thiệu với quý vị khu biệt thự á, là nó ở trong đó đó. Đó, khu biệt thự ở đây. Quý vị nào có nhu cầu mua biệt thự 20-30 tỷ, biệt thự xịn sò, có cái diện tích 300 mét, thì quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn, đúng không ạ? Còn ở đây, căn biệt thự của chúng ta là 154,3 m², có sổ hồng, phun thổ cư, biệt thự hoàn công. Đó, giá Tuấn Nguyễn báo luôn cho quý vị này. Đấy, bán từ năm ngoái không bán được, năm nay kêu Tuấn Nguyễn lên, đúng không ạ? Quay video báo giá mới giới thiệu đến quý vị. Hiện tại giá là 13 tỷ 500 triệu đồng quý vị nhé. Chắc chắn là muốn bớt 500 triệu đấy quý vị ạ. Đó, lúc trước là kêu 14 tỷ rưỡi cơ, nhưng mà bây giờ chỉ có là 13 tỷ 500 triệu đồng thôi. Đấy, giảm hẳn 1 tỷ quý vị nhá. Đấy, mong rằng là bán được. Đấy, Tuấn Nguyễn cũng hy vọng như vậy. Thước phim này thì Tuấn Nguyễn review rất là chân thật, đúng không? Đấy, từ năm ngoái trở lại đây không bán được, bây giờ Tuấn Nguyễn lại bán tiếp. Nếu quý vị có nhu cầu cũng như xem được cái video này, quý vị thấy căn biệt thự này đẹp, cũng như là góc hai mặt tiền thông thoáng, diện tích rộng, biệt thự hoàn công, phòng ốc thì full diện tích như thế này. Đây, quý vị thấy phòng nào cũng siêu master hết, đúng không? Rộng mênh mông luôn. Để những phòng ngủ như thế này thật sự là nó quá là hài lòng, thật sự là quá rộng. Đấy, thì quý vị liên hệ với Tuấn Nguyễn, chỉ có 13 tỷ 500 triệu đồng thôi. Chúng ta còn thương lượng nữa quý vị nhá. Đó, giá này Tuấn Nguyễn nói thật với quý vị là quý vị gặp chủ nhà đấy, chúng ta còn được bớt nữa, chứ không phải là giảm 1 tỷ rồi là chúng ta phải trả nhiêu đó cho họ đâu. Không phải, đúng quý vị, ta còn phải bớt đấy chứ. Thuận mua thì vừa bán, đúng không quý vị? Đấy, nhà đất bây giờ thì là mua rất dễ. Nhiều người nợ nần ngân hàng thì phải bán rẻ thôi, làm ăn thất bại, đúng không ạ? Lãi ngân hàng thì bây giờ thì rất là thấp. Quý vị gửi ngân hàng cũng chẳng được cái tích sự gì, đúng không ạ? Mà lại không an toàn. Có những người hàng mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ gửi ngân hàng tự nhiên bốc hơi. Chi bằng chúng ta rút ra, chúng ta mua những cái sản phẩm bất động sản, chúng ta để đây cho chắc ăn, đúng không quý vị? Bất động sản thì chắc chắn thì sẽ lên giá. Đấy, không thể tài nào xuống giá được, đúng không ạ? Đó, quý vị thấy không? Trong những cái năm dịch giả, chiến tranh, tiền biên như thế, 4-5 năm trời, vậy mà giá bất động sản không có xuống được bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn nói thật với quý vị đấy, Tuấn Nguyễn đi review nói thẳng với quý vị luôn. Nó xuống được có chút xíu à. Mà có ông thì muốn chấp nhận xuống bán lỗ, còn có ông thì cứng đầu lắm, vẫn bán giá như ngày xưa thôi quý vị ạ. Nhưng cũng tùy. Đấy, chúng ta thuận mua vừa bán, và chúng ta tiếp cận được những cái chủ nhà mà người ta cần thiết, rất cần tiền, thì người ta sẽ bán rẻ cho quý vị, đúng không ạ? Căn này đó quý vị thấy không, một tầng trệt, hai tầng lầu, tân cổ điển, hai mặt tiền đường, đó, nhà biệt thự hoàn công, 13 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng. Quý vị thấy giá như thế nào? Đó, quý vị comment cho Tuấn Nguyễn biết với, đúng không ạ? Thực sự theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì nó cũng không cao nữa đâu, đúng không ạ? Giảm 1 tỷ rồi mà bây giờ chúng ta lại còn thương lượng, còn bớt lọc bớt lá nữa, thì quý vị liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất chính chủ không qua trung gian.
Ngoài ra Tuấn Nguyễn còn rất nhiều sản phẩm trên Phú Mỹ Hưng quận 7 này, Thảo Điền quận 2 và Khang Điền quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều biệt thự này và đất biệt thự lô góc hai mặt tiền rất đẹp. Quý vị nào có nhu cầu thì quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn, Tuấn Nguyễn sẽ kiếm cho quý vị, đúng không ạ? Nhà đất đẹp không qua trung gian, giá chính chủ quý vị nhé. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy vui lòng hãy đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với. Đấy, cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like này. Quý vị hãy subscribe kênh, chia sẻ kênh và quý vị hãy nhấn chuông để có những video mới nhất mỗi ngày trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn, để cho quý vị tha hồ xem những mẫu nhà đẹp, đất đẹp để lựa chọn và mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.